đây là cái cầu cái tàu hạ nha các bạn. 1 tháng 5 2022. Đây Quốc Thịnh mời các bạn đi cái chợ bờ kè của thị trấn cái tàu hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Đây là nhà cũ khu Tho này, giữa khu hình nè. Hôm nay có đi làm không? Chừng nào mới rảnh? Chừng nào rảnh là tiếp vô ba cái gạo nha. Thì hôm nay Quốc Thịnh mời gì cả nhà, các bạn, anh chị, quý vị tìm xem một cái chợ Chòm Hổm, chợ Bờ Kè của thị trấn cái tàu hạ nha. 1 tây tháng 5 2022. Đây tôi bán đồ, ở đây tôi bán đồ may sẵn đó nè, nồi dưới da cầu. Cái này là phải phản giao tiền cái chú, nó không mắc nhiều hơn những gì tiền. 6.000 một ký. Dưa hấu Long An bao đỏ bao ngọt 6.000 một ký. Ủa không mắc cỡ 5-6 triệu rồi. Dưa hấu Long An bao đỏ bao ngọt 6.000 một ký. Dưa hấu Long An bao đỏ bao ngọt 6.000 một ký. Đây là chợ Hàng La nha các bạn. Để mình đứng lên trên mình đi vui cho các bạn xem. Đó. Cái này đường này đi xuống Mỹ Thuận nhưng được nè. Trên quay xuống nè các bạn. Đó. Đi ra nè. Đây còn cái tàu hạ nè. Cái khu vực cầu cũ là ngay chỗ này nè. Đó, đây cầu cái tàu hạ nè. Đây đi về Vĩnh Long nè. Đây là đi về về xe đét rồi luôn á. Xe đét luôn á. Chỗ này nè, nó xong cái tàu đó. Còn ở đây là người ta bán hàng may sẵn lúc rồi đó, ngân hàng cũ hồi xưa đó. Bây giờ Vĩnh Long nè, chở cái tàu hạ nè. Bây giờ mời các bạn đi xuống chợ Bờ Kè nha. Chợ Bờ Kè thì người ta bán những cái người ta bán những cái đồ của cái người dân địa phương đó các bạn. Bánh mì. Bánh mì nem nướng đây. Nhiều ổ vậy cô? 15.000. Ớt gì chua luôn nha các bạn. Bún luôn đó hả? Cơm cơm là bự quá, bự 18.000. Quýt. Để xuống chợ Bờ Kè nha. Ở đây cầu cái tàu hạ trước mặt mình đó. Còn đây là bán dĩa tô chén. Bữa nay 1 tây tháng 5 2022 nha các bạn. Quá trời lửa rồi. Bán đỡ không? Em không có đạn có mua. 30.000 một bộ. Đầm 2 cái 50.000. 20.000 một cái. Cho từ hôm tết tới giờ hết trơn. Đầu bộ 30.000. Khổ hả? Rồi để nhím cho một phần. Để nhím cho một phần. Hương này bánh bao tài có rồi có nè. Cái này là bánh canh nè, tiêu bánh canh.
đi chợ chùm, đi chợ Bờ Kè nha. Này kìa, cây giống rồi các bạn, đu đủ giống rồi nè, cà rồi nè, cải rổ nè, đu đủ đủ loại nha các bạn. Thì chợ Bờ Kè những người ta bán cái này đậu hũ này của người Bắc nha các bạn. Của người Bắc. Đậu nành nha các bạn. Vậy là như bịch đi cô. 5.000. Đồ chơi nha các bạn. Còn đây là của chị Lệ và anh Chọn nè. Tôi cho Bờ Kè cho các bạn xem nha. Dạ. Bánh đúc truyền thống nha các bạn. Là ăn với gì vậy cô? Dạ, ăn với nước dừa đường. Rồi, nước dừa với đường. Mè, đậu phộng mè. Dạ. Bánh đúc nha các bạn. Mè bằng dứa không ạ? Là dứa. Ừ. Bánh đi. Bánh đi. Màu cam nè. Rồi cắt chu cũng bị vô chợ nha. Còn đây là của chị Lệ nè. Thì chợ chợ này chợ gọi là chợ Bờ Kè đi, của thị trấn cái Tàu Hạ nha, có bán một công luôn là chú chiên. Đây là ông lặt khai đây nè nha các bạn, lặt cứng đó. Rồi bây giờ mình vô trong nha. Trái cây cái này xoài quá trời nhiều, này nó uống đồng nè, này cắt cắt này này cắt cắt vào lọc nha các bạn. Chợ ở miền Tây mình thường thường là cặp sông nha các bạn. Cặp sông cho nên những người đi chợ người ta từ vùng cồn nè, người ta đi qua đây bằng bằng xuồng tâm bản, bằng ghe này nha các bạn. Đó, cái đó thì đi về cồn ăn quà đó, qua xã An Nhân. Ai hả? Chào. Bữa nào cho đi chợ bằng ghe bữa ơi. Bữa nào cho đi chợ bằng ghe bữa ơi. Bên cồn mà bên Khém Tà hay đâu? Chị tên gì ấy? Chị mở khẩu trang cho em cái. Thì chợ miền Tây mình nó thường thường là ghe tàu rất là nhiều nha các bạn. Ghe tàu nhiều lắm nha. Này ghe này chở tràm nè. Mình vô nè. Đó thì cái chợ miền Tây đặc trưng là nó gần sông nha. Cái này xài này xe này cứ xe gì chị? Dạ xe này lo xe đeo quá chị anh. Dạ xe hay đeo ha. Đó thì chợ Bờ Kè là như thế các bạn. Tôm tại chấn tại đỏ hũ mai ký 15.000 khoai lang bây giờ 2 ký còn cái chú hay bây chợ 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 chú quê mình. Đây dưa mắm này nha các bạn. Ở quê mình nãy giờ mình đi được cũng mấy chục mét rồi đó. Thế anh nghĩ thì bán dép nhiều nữa. Thì chợ này kế mới xong nha các bạn. Bán đỡ không gì không? Okay. Quay chợ Bờ Kè chơi. Thì cặp theo sông là những
cái ghe tàu nha các bạn. Này đi ra mà còn rồi đó, không lớn. Cái tài tượng, cái kim trắng, cái này cái dù đếm này nha. Cái dù đếm thời điểm này nhiêu ký à? Cái dù đếm á? 50.000 dù đếm này nhiêu rồi? Cái điều hồng đó 20.000 đó chứ các bạn. Quá trời dễ luôn nè. Đó là vừa trong nè. Có đâu vậy? Vừa trong nha. Đã rồi thôi. Vừa trong nha. Ồ, cá cóc quá ngon à. Này cá cóc hay cá cầy? Qua bún mặn nè. Nó thì anh Sung phải anh Sung. Có mua gạo nhớ gọi giùm. Cá giống cái này đỡ không anh? Dạ. Yeah. Mận này kia mận gì anh? Mận xanh đường 15.000 nha các bạn. Đó thì chợ này kêu chợ Bà Kè nha. Cá lụa này đầy đủ hết các bạn. Thì bên kia chỗ Tu Ki là mà Mười Phong đó các bạn. Còn ở đây là cô Hồng Anh. Chỗ nhà chỗ Sức Tá Phụng. Đây nấm rơm. Đây là khóm nè. Khóm này các bạn. Thì bữa nay mình đi chợ. Đây là cái góc này của bà Mười Phong nè. Chợ cái tàu nè. Mất luôn cái chữ rồi. Mình quay ra. Đây người ta bán ra cái mì lầu với rễ chanh đó các bạn. Bó gì là nhiêu vậy cô? 10.000 ba bó ha. Cái là rễ chanh đây các bạn. Một chuối nè. Cho bước vô cái nha anh trai. Thì cái chợ miền Tây của mình á, đặc biệt á, là ghe xuồng nhiều nha các bạn. Đó người ta đi chợ. Chào, cái này ở bên còn ăn quà hả? Đâu vậy mấy cô? Còn ăn quà hả? Rớt. Cái chân kẹt. Cái này bên còn ăn quà hả đâu? Bữa nào cho đi chợ một bữa nha. Cái này đưa bên Tân Hòa. Tân Hòa là bên còn chỗ khém ăn tà rồi đó ha. Còn gạo ha. Đó thì chợ miền Tây đặc biệt có những cái cảnh này nha các bạn. Ngoài xa kia là cầu cái tàu hạ đó. Thì quyết định xin review lại những cái cảnh chợ quê một cái buổi họp chợ 1 tháng 5 2022 nha các bạn. Đó. Thì bây giờ tắt ráng này là người ta làm bằng composite không nha các bạn. Thêm một chiếc nữa nè. Thì người ta đi chợ sớm rồi, cái này ta về là 7 mấy rồi ta nhé các bạn. Thì ở đây cũng vậy nữa nè, người ta cũng chuẩn bị đi chợ nè. Mấy cái cần xé này là người ta đựng trái cây, ta đựng cái đồ ấy. Thôi mình đi vô chợ nha. Theo quay đi. Thì theo đây. Đây là tao bán khô nha các bạn. Khô tôm khô, khô mực nè. Cái khu này là bán gạo nè, tuốt ra ngoài luôn á. Bây giờ mình quay, đây là chợ
này cá rô phi. Đá mày mấy chị ơi, nãy giờ mà đá mày thấy ai không? Thì cá mắm đầu cho cái cũ cái tàu hạ nè, mà mất cái chữ rồi. Thì ta đi chuẩn bị ta lên ta đi chợ nha các bạn. Ở vùng quê thì có cái cảnh này mình đi đưa lại cho các bạn xem. 87 ra chơi, 72 là chơi, 12 98 ta 87 còn mấy tờ 87. Cái này dùng nào mà đi chợ ấy, khéo. Dùng này nào mà đi chợ bằng tắc rán vậy cô? Xã nào á? Xã nào á? Mình ở xã nào mà đi chợ bằng tắc rán? Dạ. Nhà bên Cồn á. Dạ dạ. Cảm ơn cô. Như là Cồn ăn quà nha các bạn. Đó thì mình vô trong nè. Đây là lợi đồ bán nè. Phơi mì, phơi lan, cái da, cái đưa hồng. Sốt. Bây giờ dưa hấu nó có quanh năm nha các bạn. Này cái phèn này nha các bạn. Cái phèn. Giờ dịch. Tép nha các bạn. Đây là mấy cái đồ như rau gém này. Cái này là măng này, chuối nha các bạn. Chuối cây, hấp chuối. Thì giấc sáng này hay đâu. Đó thì cái chợ Bờ Kè đi dài vô tới trong cả 300m, 300m nha các bạn. Đây là cái khu chợ cũ, cũ rồi đó nè, bán gạo đây nè. Thì mình vô trong nè. Cái này là cá cơm mòm nha các bạn. Dạ, cơm mòm. Cái này có giá không vậy cô? Cơm mòm cả 100 mà 40. Con này cá sơn hả? Cá sơn. Ngon các bạn. Vừa tốt ở trong nha. Này cà rang nè, này là chuột, là hộp da, hộp vịt, vừa túc trong nha. Đây là bánh ú, bánh tét nè các bạn. Đây là nước ngót. Quay ngược lên nè. Này cà ràng, bếp chấu, bếp củi. Đó thì cho Bà Kè là như vậy nha các bạn. Cái này dễ chà hay sao mà có cái này nhiều quá vậy cô? Cá ao chú ơi. Cá ao nuôi cá tra hả? Dạ, cảm ơn cô. Cái này làm khô cũng ngon lắm nha các bạn. Cái cá rô phi này làm khô ngon. Nó không thua gì cá lóc đâu. Thơm hơn á. Biết cái này bận quá là không có làm. Lô. Đâu có, em đang quay chợ Bờ Kè của cái tàu em chơi. Trời ơi, giờ đây còn đeo khẩu trang nữa hả? Ba dẹp khẩu trang nữa rồi. Không, ngoài chợ cũng còn. Đâu là không
cũng chậm anh ơi, chậm. Dạ. À, cho bà kè mình ở đây mình nói gì à, cái tàu cái này có bóng à, cái bóng cát này các bạn, này lương nè, thịt chê sao Đài Loan cái này được giá không cô? 5.000 ký chú ngự hiểm cái này nhái ếch ra ếch đồng cho bóng. Rồi Hồng điện lại, hồi em điện lại. Đó thì chợ bờ kè đi vô tới đây thì cũng còn đó nha các bạn. Trời ơi, giỏi quá trời ha, giờ đi qua đi. Đó thì chợ bờ kè nha. Thì chợ miền Tây mình đặc biệt là ghe xuồng nhiều nha các bạn. Nó bên kia chanh. Cá này cá rau muống đồng, rau nhúc, đó thì nhà này nhà xưa nha các bạn, nhà này không thua gì cái nhà của Huỳnh Thị Lê nha các bạn. Ở cái tàu hạ này nha, vì đó cái nhà này là có người ta tính hợp đồng đóng cái phim người tình đó, nhưng mà do cái đường xa xe vô không được. Nhà này không thua gì nhà của Huỳnh Thị Lê đó nha. Đó, cái nhà này nè, mắm dừa mắm ổi, ổi này ổi nữ hoàng, dạ bạc khía này ở đâu quay bữa hổm nào nó quay mà xong nữa Thịnh nè, Thịnh kế số huệ nè, để mời mời đăng cho tại vì coi ảnh lên đó mà không thấy Vương Quốc Thịnh để vô xem cái thằng đó nó quay hình như là nó ở Vĩnh Long á. Vương Quốc Thịnh nha, để vô coi. Anh Thịnh kế số huệ á. Thịnh kế số huệ ha. Vương Quốc Thịnh. Dạ. Mở đánh vô cái kinh. Người ra ngoài cua. À. Đi vô đúng cái kênh mới được. Nhớ đánh vô Vương Quốc Thịnh. Cái này xài Đài Loan, cái này có giá không vậy cô? Dạ có 5.000 ký bán lẻ hả chú? Bán lẻ mà 5.000 ký rồi ha. Chú sáp nè các bạn. Đó. Mình ở vườn mình có nhiêu mình lấy mình nấu mình bán hả cô? Chợ này là chợ của mấy cái người từ trong vườn mà ta có ít ít rồi ta bán cũng được nha các bạn. Cái này là rau vườn nha các bạn. Cái này tàu bay hay gì cô? Nó dịu, nó dền. Đó thì ai có tới chợ này nhớ ủng hộ giùm.
đó thì chợ Bà Kè nó tốt đây nè, trời ơi sợ gà, đó thì tốt đây luôn nha các bạn. Đó thì muốn đợi gần cuối chợ rồi đó. Đó thì cái này nhà lòng chợ là ngay chỗ bệnh viện cũ nè. Đây là cô cá lóc, cái này cá tra hả cô? Cá dứa luôn à? Mắc không à? Cái dứa này xong hay nuôi? Xong. Từ riêng đi dài vô này chợ Bà Kè là cho đi hết cái Bà Kè nha. Ở đây là mấy cái vựa trái cây các bạn, vô cuối chợ Bà Kè là vựa trái cây đó nha, ai có ghé đây nhớ mua. Đây. Thì chợ Bà Kè bán rau củ quả rất là nhiều, mà các bạn có ghé cái chợ thành chợ thị trấn cái Tàu Hạ thì nhớ ủng hộ nha các bạn. Thì ở đây thì đó là mận nè, xoài đủ loại, còn đó là mít đó các bạn. Và cái này là đám cưới nha các bạn, đây là một cái đám cưới nè, đám cưới miền Tây mình, cái này mình có quen mình đi theo quay cho các bạn xem cũng được, là đám cưới đó các bạn. Cái này rước dâu bằng da. Rồi mình làm mít nha các bạn. Mít đây, mít cái này có giá không? Mấy ngàn ký vậy? 20. Đầu đá nha các bạn. Mận trắng này kêu mận gì á? Chính. Trắng này mận trắng. Mận trắng rồi nè. Dạ. Xong mình chê cái này cho bô rồi phải không? Cái đó có chín không mày chê chín? Có chín rồi đó. Lựa cho ít trái về quay sinh tố ăn đi. Ăn liền đó nha. Ăn liền phải không? Ừ. Cắt còn lọc ra mà đứt mới đi. Cho chị mấy gì lắm. Cái này là cái đó được không? Mấy đứa này đi chợ nè. Chợ cô. Đi chợ cô. Xã này nha các bạn, vườn này cho muốn đồng cho muốn ấy có luôn, xã tao bằng xã nè. Đây là nấm rơm, nấm rơm Tân Phú đây. Này học lớp mấy vậy mấy đứa? Học lớp mấy à? Học lớp hai. Ở xã nào mà đi chợ này? À, thấy chợ quê mình thấy nó sao, thấy nó có khác gì chợ thành phố không? Có à? Nó lạ hơn là có sông nè ha. À, cảm ơn mấy đứa đã cho chú Thịnh quay hình kinh của chú là Vương Quốc Thịnh nha, cảm ơn. Giờ đi chơi được mấy bữa rồi về, đi qua cồn ăn quà vui lắm, cứ quen bạn ở đây hả?
kêu nó dắt qua cồn, nhưng mà biết bơi không nha. Đó thì ở đây là phía trong của chợ trong đó nha các bạn. Đó thì chợ Bà Kè là như vậy. Chạy gà vịt trên đây. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một số hình ảnh của cái chợ Bà Kè của thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Đến đây xin được tạm dừng nha các bạn. Quý Thịnh xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video hôm nay. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Chở đi.